Sáng ngày 12 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực du thuyền bị cháy nằm cách bờ bao sông Sài Gòn thuộc tổ 7 ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách cầu Bến Súc khoảng 1 km theo hướng đi từ thành phố Thủ Đức khoảng 20 m. Trong sáng cùng ngày, phần mui của du thuyền nổi lên trên mặt nước bị cháy đen, nghiêng khoảng 45 độ, phần thân và đuôi vẫn chìm sâu phía dưới, xung quanh có nhiều vết dầu loang trên mặt nước. Các thợ lặn cùng hai chiếc thuyền neo đậu ở khu vực đã lên phương án trục vớt du thuyền này. Phòng cảnh sát giao thông đường thủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Củ Chi cũng tuần tra, phân luồng, điều tiết giao thông.